dầu Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc quý Bồ Hoàng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Thảo dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán Bồ Hoàng tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Bồ Hoàng chính là phấn hoa của cây cỏ nến, có thể bắt gặp rất nhiều ở những vùng quê Việt Nam. Bồ Hoàng còn được y học cổ truyền sử dụng làm dược liệu chữa bệnh rất hay. Bồ Hoàng thuộc loài thân cây cỏ có hoa khắp nơi tại những cánh đồng miền Bắc nước ta. Để sử dụng làm thuốc, người ta thường lấy phần nhị của những bông hoa đực, hay còn gọi là phấn hoa, và được thu hái vào tháng 4. Sau khi thu hái, mang về phơi khô, loại bỏ tạp chất, tách lấy những hạt nhỏ dùng dần. Sau khi sơ chế, dược liệu Bồ Hoàng có chất bột mịn, màu vàng hay nâu nhạt. Công dụng của Bồ Hoàng: giúp cầm máu, điều trị chảy máu cam, băng huyết, thổ huyết, chảy máu ngoài da do chấn thương, điều trị chứng nhức ứ gây ra đau bụng, đau ngực, điều trị đau bụng kinh, điều kinh, đau bụng do bế kinh, huyết trắng ở phụ nữ, giúp hoạt huyết, lợi tiểu, điều trị tiểu khó khăn, tiểu tiện ra máu, điều trị lở ngứa ngoài da, viêm tai có mủ đốc tốt. Cách dùng Bồ Hoàng: điều trị đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, rong kinh, dùng Bồ Hoàng sao lên lá lốt tẩm nước muối rồi sao, cả hai vị này lượng bằng nhau, sau đó mang tán bột, cho thêm mật ong làm thành viên hoàng to bằng hạt đậu xanh, lấy uống mỗi lần 30 viên với nước cơm. Cầm máu: dùng 5g Bồ Hoàng, 4g băng long, 2g cam thảo, mang dược liệu sắc với 600ml nước cho đến khi còn 200ml, lấy uống hết 2-3 lần trong ngày. Điều trị ho ra máu: dùng Bồ Hoàng sao, lá sen phơi khô tán bột, hai vị bằng nhau mang trộn đều, dùng mỗi lần 4-8g với nước sắc bỏ rễ cây dâu. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của Bồ Hoàng và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Xin hãy liên hệ đến hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo